Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, để cảm ơn Thiên Chúa và sự đóng góp của toàn ban trong năm vừa qua, lễ tạ ơn của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne đã được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ Bảy 26 tháng 1 năm 2019 tại nhà thờ Thánh Giuse, vùng Springvale, Melbourne, Australia. Quý Linh Mục Việt Nam trong tuyên úy đoàn cùng với Ban Mục vụ Cộng đồng đã tổ chức dâng thánh lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa trong năm đã qua và chào mừng năm mới Kỷ Hợi đang tới. Thánh lễ do Linh Mục Trần Ngọc Tân chủ tế cùng với Quý Cha Việt Nam trong tuyên úy đoàn đồng tế, ca đoàn Thánh Gia thuộc Cộng đoàn Thánh Giuse Springvale phụ trách thánh ca, cùng với đại diện các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận Melbourne, các đoàn thể ban ngành trong cộng đồng và giáo dân trong cộng đoàn hiện diện để hiệp dâng thánh lễ. Trước thánh lễ, cô Phương Thảo đã lên giới thiệu về thánh lễ tạ ơn của cộng đồng được tổ chức hàng năm vào dịp Quốc khánh Australia. Để chúng ta có dịp cùng nhau tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau và chúc cho mọi người trong cộng đồng một năm mới an vui trong tình hiệp thông và đoàn kết để vinh danh Thiên Chúa. Và cũng để mừng ngày Quốc khánh Úc, nơi mà chúng ta đang sống như một lời tri ân. Có thể qua lời Chúa hôm nay, qua cuộc gặp gỡ hôm nay,
đã ban chúng ta mà chúng ta chưa nhận ra. Chúng ta đến tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta có một sự nghiệp thông giữa các cộng đoàn, hội đoàn với nhau trong toàn thể cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng ta tại giáo phận này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta từ các giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn, các nhóm hội biết bao ơn lành. Chúng ta đến để cùng nhau tạ ơn Chúa hôm nay. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin Chúa ban mọi ơn lành tốt đẹp của Chúa cho từng gia đình, từng cộng đoàn, giáo xứ, hội đoàn của chúng ta trong năm mới. Khi chúng ta hết lòng khiêm tốn tạ ơn thì chắc chắn lời cầu xin trong năm mới ơn bình an đặc biệt Chúa sẽ thương bạn. Và chúng ta cũng tụ họp nhau nơi đây để dâng lời sám hối ăn năn và nhìn nhận những thiếu sót của chúng ta trong một năm qua để xin Chúa thương che chở, nâng đỡ, giúp cho chúng ta vượt qua và tiến tới trong một năm mới bình an và thánh thiện hơn. Giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn thống hối để lời cầu xin tạ ơn Chúa của chúng ta được Chúa yêu thương chấp nhận, để lời thống hối của chúng ta được Chúa thương sửa đổi, và để lời cầu nguyện cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau, đặc biệt chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa với những ân nhân của cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cũng không quên những quý vị đã công tác với cộng đoàn như cha trưởng tuyên quý, cha Huy. Chúng ta dâng ngài cho Chúa, dâng những anh chị em trong ban phục vụ đã nghỉ sau một thời gian dài phục vụ. Chúng ta dâng những anh chị em trong cộng đoàn khắp nơi đã qua đời, xin dâng họ cho Chúa. Bởi chúng ta giờ đây khiêm tốn nhận mình tội lỗi, thông hối ăn năn. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn. Giờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và xin Chúa thương tha thứ tội lỗi, để chúng con được thư hay bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài hằng sống và hiện trị cùng Chúa, nguyện đem với Chúa thánh thần lên muôn muôn đời. Cứ kiên nhẫn lúc gặp
gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong danh thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em. Chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đó là lời Chúa. Vì kẻ được gọi là nhiều mà người được chọn thì
Đó là lời Chúa. Thường cái mùa này, cái mùa nóng ấy, thì hai cái hàng cây của kinh dịch ở trồng xung quanh nhà thờ lá nó rơi rất là nhiều. Mà khi mà giáo viên bước vào nhà thờ thì lá nó ùa vào, đúng không? Mở các chai thì mình cố gắng phải làm sớm, sạch sớm. Thì lúc đó chạy nhanh bước ra nhà thờ thì lại gặp, mới có chưa được 6 giờ thì lại gặp một người quen trong giáo xứ. Thực ra anh ta không phải là những người giáo dân theo cái ngôn ngữ, chắc là người Công giáo của chúng ta, tại vì anh ta không phải là người Công giáo, nhưng mà vợ anh ta là người Công giáo. Thì anh rất là thân với anh ta, và anh ta mặc dù là không phải người Công giáo nhưng mà rất là nhiệt tình phục vụ trong cộng đoàn của chúng ta, của giáo xứ, đặc biệt phục vụ trong thánh lễ. Thì lúc đó vì thân cha giang bây giờ giờ cũng nói với anh ta là bồ vợ đuổi nha, ra khỏi nhà sao mà tới đây sớm như vậy. Thì anh ta mới nói là chỉ là cái tượng đức mẹ, cái bà đức mẹ, con tới sớm, con tới đây sớm để đón nhận cái năng lực trong một ngày mới làm việc của con. Một người lương và một ngày mới chạy đến với Thiên Chúa, chạy đến mẹ để xin cái năng lực để bước vào một hành trình mới của anh ta. Thì đến trước một năm mới, cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn Công giáo của chúng ta tại Melbourne cũng vậy, cũng đến với Thiên Chúa trong cái thánh lễ tạ ơn hôm nay. Chúng ta được trở về để tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta tin rằng chắc chắn mọi người trong chúng ta ai cũng khao khát, cũng muốn sống cái tâm tình hiếu thảo của con cái đối với Thiên Chúa bằng tâm tình tạ ơn. Tạ ơn cho về những ơn sủng, về tình yêu thương, về sự quan phòng dẫn dắt của Thiên Chúa trong một năm vừa qua, cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, hay cho cộng đoàn của chúng ta. Cộng đoàn cha đang nói là cộng đoàn Công giáo tại Melbourne. Thì tạ ơn đối với cha dân đó không chỉ là một cái tâm tình, nhưng mà đó là một cái thái độ cần thiết và không thể thiếu của người Công giáo của chúng ta trong cuộc sống, cũng như là đặc biệt trong thánh lễ ngày hôm nay chúng ta trở về cảm ơn Thiên Chúa. Tuy nhiên thưa anh chị em, hôm nay cha dân mời anh chị em suy gẫm cũng là lời cảm ơn, cũng là lời cảm ơn. Nhưng mà lời cảm ơn này không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Thiên Chúa. Lời cảm ơn này Thiên Chúa mời gọi mỗi từng người một, gọi đến danh từng người một, là những người cộng đoàn của chúng ta đến đây, đến ngày hôm nay để Thiên Chúa cảm ơn, để Thiên Chúa trả cái đồng lương mà chúng ta đã làm vất vả trong suốt năm qua. Anh chị em có dám bước tới để đón nhận cái lời cảm ơn này không? Tại sao không thưa anh chị em? Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Thánh Luca, khi trước khi mà Ngài sai 72 môn đệ Ngài đi để rao giảng Tin Mừng, để chữa lành, Ngài căn dặn rất là nhiều điều, căn dặn rất là nhiều điều, và cái điều cuối cùng Ngài nói như thế này: người thợ đã làm thợ thì đáng được trả công. Và thưa anh chị em, trong cái bài đọc hôm nay anh chị em vừa nghe như thế nào?
Thiên Chúa là hình ảnh của người chủ trong bài tin mừng hôm nay. Mời tất cả con cái, mời tất cả con cái của Ngài, là những tất cả những người thợ đã được đón nhận vào cái vườn do cái vườn truyền giáo, để Ngài trả cái đồng lương một ngày làm việc phức phả của họ. Cha Giang hỏi anh chị em là, đặc biệt những người đang lo mục vụ trong cộng đồng của chúng ta, khi chúng ta mục vụ, anh chị em cảm nghĩ như thế nào? Có vất vả không? Và có nguy hiểm như là lời Thiên Chúa, lời Chúa Giêsu nói báo trước cho các môn đệ, ta xa các ngươi đi như chiên đi giữa bầy sói vậy. Và nói như tin mừng, nói như cái ngôn ngữ trong tin mừng hôm nay cho anh chọn, đó là anh chị em có bị nó vất vả và có bị nắng thiêu đốt hay không? Và nắng thiêu đốt đó, đó là những lời bị chỉ trích nè, lên án nè, gian phá nè, ganh tị nhau nè, trên những công việc mục vụ khiêm nhường của mình có hay không? Hoặc là anh chị em có bị kiệt sức hay không trong vấn đề mục vụ của mình? Kiệt sức bởi vì tìm thắng ý của Thiên Chúa trong vấn đề mục vụ của chúng ta khó lắm thưa anh chị em. Và kiệt sức khi mà chúng ta làm việc phục vụ quá nhiều trong cộng đoàn địa phương hay cộng đoàn lớn hơn là béo bệnh, hay là kiệt sức bởi vì chúng ta không có đủ sức khỏe, không có đủ thời gian để mà chăm lo, để quán xuyến cái công việc của gia đình, của con cái trong gia đình, và rồi đồng thời cũng chia sẻ với cộng đoàn của chúng ta nơi mà chúng ta đang tham dự. Kiệt sức. Thưa anh chị em, nếu đã từng bị kiệt sức, thiêu đốt hay bị nguy hiểm, anh chị em thử suy nghĩ lại xem, tại sao chúng ta vượt qua, chính bản thân của chúng ta, tại sao cộng đoàn của chúng ta bền đổ cho đến ngày hôm nay, đến đây để tạ ơn Thiên Chúa? Có phải tự sức của mình hay không? Hay là do bởi cái đồng lương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta năm trước? Hay là bởi vì cái lời cảm ơn của Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, mỗi năm, hoặc là từng mỗi cái biến cố trong cộng đoàn của chúng ta? Và thưa anh chị em, chính cái đồng lương đó, chính lời cảm ơn đó, nó đang nuôi sống chúng ta, nó đang củng cố đời sống đức tin của chúng ta, và nó đang hung đúc cái tình yêu và lòng nhiệt thành phục vụ của chúng ta nơi cộng đoàn tại Melbourne này. Và đặc biệt cha Giang tin rằng với lời cảm ơn từ Thiên Chúa không thể thiếu trong đời sống phục vụ của chúng ta. Nó chính là năng lượng cần thiết cho một năm mới, cho một hành trình mới. Và nó cũng là khiên che thuận đỡ cho chúng ta trong những cái lúc mà khó khăn, những lúc mà sự nghiệp tấn công của chúng ta. Và hơn hết, đó chính là nguồn bình an, đó chính là tình yêu nối kết chúng ta giữa những người linh mục và giáo dân với nhau, để cùng nhau xây dựng cộng đoàn của Thiên Chúa là thân thể của Chúa Giêsu. Con nhớ là trước khi con được mời giảng hôm nay thì con có hỏi hai người, anh Trúc và anh Cẩn, là cái điều gì mà điểm sáng của cộng đoàn của chúng ta trong năm vừa rồi. Thì nói rất là nhiều như vấn đề tổ chức những các khóa học cho giáo dân, những cái sinh hoạt, và đặc biệt là lễ đại hội Đức Mẹ La Vang. Nhưng mà con nhớ anh Trúc nói một câu vậy nè, cái điểm mà con vui nhất trong suốt 7 năm vừa qua con làm, đó là thấy cộng đoàn gắn bó với nhau hơn, hiệp nhất với nhau hơn, cùng làm việc với nhau hơn trong Melbourne, trong Victoria. Thứ hai con muốn chia sẻ đó là khi chúng ta khiêm nhường đón nhận lời cảm ơn của Thiên Chúa, cũng là lúc chúng ta được nhắc nhở
là mục vụ truyền giáo không phải là của chúng ta đâu, thưa ông bà và anh chị em, của Thiên Chúa đó, của Thiên Chúa đó. Thiên Chúa như là người chủ và chúng ta như là hình ảnh của những người thợ được mời gọi. Mà bởi vì là Thiên Chúa làm chủ, anh chị em, con xin anh chị em đừng tím quyền của Ngài làm gì. Làm chủ khó lắm, không sung sướng gì đâu. Đừng tím quyền Ngài làm gì. Dẫu là người linh mục như con đây, hay là người giáo dân như anh chị em vậy, chúng ta tất cả được mời gọi như là những người thợ trong cái vùng truyền giáo của chúng ta trên mảnh đất nước Úc này. Và nói như Thánh Phaolô trong bài đọc 1 hôm nay, mỗi người liên đới với người khác như những bộ phận trong một thân thể. Chúng ta có những đặc sự khác nhau tùy theo ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có ân sủng để làm gì? Để xây dựng cộng đoàn của chúng ta, thưa anh chị em. Để loan bằng cách loan báo tin mừng, loan báo gieo cái tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho mọi người. Và bởi vậy, vì Ngài làm chủ, anh chị em ơi, xin đừng tím quyền của Ngài làm gì. Hãy để cho Ngài cái quyền tự do trong việc mục vụ truyền giáo của Ngài. Hãy để cho Ngài cái quyền tự do lôi kéo chúng ta, thúc bắt chúng ta, dẫn chúng ta đi loan báo tin mừng với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu và với từng anh em của chúng ta. Phần chúng ta là người linh mục, phần chúng ta là người giáo dân. Tìm thánh ý của Thiên Chúa để xây dựng nước của Thiên Chúa. Con nhớ là cách đây vài tháng thì có một người nói với con là vì những giáo sứ xung quanh con thì bắt đầu họ cũng tổ chức thánh lễ Việt Nam, và có một số người họ cũng lo ngại là họ sợ giáo dân bị lôi đi. Rồi có một cái ca đoàn của con thì được mời đã hát qua một thánh lễ cho một cộng đoàn giáo sứ ở đó cho người Việt Nam. Thì họ trình bày với con và con cho họ đi. Con nghĩ ở đâu có cộng đoàn mình, là cộng đoàn, là thân thể của Thiên Chúa, tại sao mình ngăn cản? Tại sao mình ngăn cản? Hãy lắng nghe Thiên Chúa đi. Thánh thần của Thiên Chúa hướng dẫn để mang cái tin mừng đó đến cho mọi người. Làm sao mình ngăn cản? Mình có quyền gì mình ngăn cản? Mở ra cho cộng đoàn của chúng ta, mở ra cho Thiên Chúa đến với người dân của chúng ta, đem tin mừng, đem tin vui, đem ơn cứu độ cho mọi người. Và một điều nữa đó là đừng tín quyền Ngài trên cuộc đời của những người thợ khác là anh chị em của chúng ta khi đang làm việc với nhau. Nhưng ngược lại, chúng ta được mời gọi hãy chia sẻ cái lòng tiền, chia sẻ cái lời tạ ơn mà Thiên Chúa chúng ta đón nhận hôm nay cho những anh chị em trong cuộc sống, vì thế này thế con, thế nào đó, đã xài hết cái đồng tiền đó. Giờ đây chúng ta có thể dư được chia sẻ cho anh chị em, để anh chị em nó cũng đứng vững trong cuộc sống. Bởi vậy thưa anh chị em, làm thợ chúng ta đáng được trả công, tự tin đón nhận. Hôm nay chúng ta nên tự tin trở về để đón nhận cái đồng lương đó, đón nhận cái lời cảm ơn của Thiên Chúa, để chúng ta làm gì? Có sức để mà phục vụ, có sức, có tiền, có sức để mà bác ái chia sẻ với cộng đồng của chúng ta. Để rồi năm sau chúng ta cùng trở về lại một nơi nào đó cùng cộng đồng của chúng ta mà tạ ơn Thiên Chúa, như hôm nay chúng ta được quy tụ về đây để tạ ơn và cũng để đón nhận lời cảm ơn của Thiên Chúa và cái đồng lương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta lại một lần nữa được ra đi chia sẻ cái món quà mà chúng ta đón nhận được hôm nay cho những người đang thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Xin mời các bạn đến chúng ta cùng với nhau để dân lời Chúa người khẩn nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót,
Ngài dựng nên vạn vật vũ trụ trời đất, dựng nên thời gian cho chúng ta được sống. Và để chúng ta chúc toàn bốn phần của những người con cái của Chúa, đó là chia sẻ vinh quang với Chúa và cũng chia sẻ và cộng tác với Ngài trong việc loan báo tin mừng, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa đấng làm chủ vạn vật trời đất thời gian. Giờ đây chúng ta cùng nhau hợp ý với nhau dâng lên những lời nguyện xin. Chúa phán, chúng sẽ kêu cầu danh ta trên dân của ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh luôn là mối phước lành cho mọi dân nước, nhờ việc cử hành phụng vụ và nhờ những hoa trái thánh thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em không còn là nô lệ, mà là con Thiên Chúa, là người thừa kế. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu trong cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Melbourne chúng ta, biết noi gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy ngẫm và sống lời Chúa, trở nên con Chúa và đáng hưởng gia nghiệp nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi dân mọi nước, đặc biệt là nước Úc nhân dịp ngày Quốc khánh hôm nay, được đầy tràn phúc lành của Chúa và được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa, đồng thời luôn có lòng thương xót dành cho nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con làm sao có thể dùng lời hay chữ viết mà có thể cảm tạ hết tất cả những hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn chúng con, từng gia đình, từng giáo xứ, hội đoàn của chúng con. Chúng con chỉ biết kết hợp với nhau hôm nay nơi đây với tấm lòng thành để tri ân cảm tạ, để Chúa tiếp tục thương và gìn giữ ban bình an chúng con trong năm mới. Và làm sao chúng con cũng có thể dâng hết lên hết Chúa tất cả những lời khẩn nguyện của từng người trong cộng đoàn tổng giáo phận của chúng con cho Chúa nhân ngày lễ tạ ơn hôm nay. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những lời khẩn nguyện giàu âm thầm không viết nên lời trong tâm hồn của những anh chị em đại diện dân Chúa tụ họp nhau nơi đây, và kể cả những anh chị em không thể đến đây với chúng con hôm nay. Xin Chúa thương nhận tất cả những lời khẩn nguyện của họ, cho xin dâng lên cho Chúa, và xin Chúa thương ban cho họ như lòng họ mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là một ngôi sư thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lời này để trở nên cho chúng con mình và mong Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện học mình chịu khổ hình, người cần lấy bánh tạ ơn về ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời đức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Vâng,
lệnh Chúa cứu thế và theo thế trên người dạy chúng ta giảm quyền rằng bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em, anh chị bình an cho nhau. Trọng kính cha chủ tế Giuse Trần Ngọc Tân, chủ tịch tuyên lý đoàn cộng đồng Công giáo Việt Nam Liên bang Úc Châu, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý cô chú và anh chị em là những vị đại diện các cộng đoàn, hội đoàn và phong trào trong cộng đồng Công giáo Việt Nam cộng giáo phận Melbourne cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Trước thềm năm mới kỷ hợi, trước tiên và trên hết tất cả chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam.
đã yêu thương gìn giữ và ban tràn đầy hồng ân của Ngài xuống cho cộng đồng Công giáo Cộng Việt Nam Cộng giáo phận Melbourne chúng con trong suốt một năm qua, đặc biệt là Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ 3. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ hồng phúc và ở bên cạnh chúng con hàng ngày. Xin cho chúng con luôn cảm nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong mọi ngày trong đời sống của chúng con. Chúng con cũng mạn phép đại diện cho tất cả quý anh chị, cựu ban điều hành Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Cộng giáo phận Melbourne. Xin cảm ơn quý cha, quý vị trong ban mục vụ của các cộng đoàn, ban thường vụ hay ban chấp hành của các hội đoàn và phong trào trong Tổng giáo phận Melbourne chúng ta trong một năm qua đã góp sức hiệp nhất trong mọi công việc chung của cộng đồng chúng con. Và trong lúc làm việc thì chắc chắn cũng có những điều sơ sót của chúng con. Vậy xin quý cha cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em vì lòng yêu thương mà tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng con đã phạm ra trong một năm qua. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hiệp nhất để cùng làm việc với nhau trong 2019. Và nhân đây, vào bước chuẩn bị vào những ngày mới của năm Kỷ Hợi, chúng con xin được kính chúc toàn thể quý cha trong ban tuyên quý, quý cha đồng tuế một năm mới Kỷ Hợi mạnh khỏe, an lành và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, để luôn nhiệt thành đồng hành và hướng dẫn chúng con trong các công việc chung của cộng đồng. Hầu toàn thể chúng con, những người Công giáo Việt Nam Cộng giáo phận Melbourne được tăng tiến hơn trong đời sống đức tin, bác ái và hiệp nhất trong một cộng đồng chung. Chúng con cũng xin kính chúc quý cô chú và anh chị đại diện các hội đoàn phong trào và đoàn thể cộng đồng dân Chúa luôn được tràn đầy ân thánh, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc an khang, trường thọ lộc phát, công thành danh toại, con cháu thì được hiếu thảo, gia đình thì luôn luôn được đoàn tụ và nhiệt thành phục vụ trong cộng đồng trong Kỷ Hợi 2019 này. Và một lần nữa chúng con xin chúc mừng năm mới Kỷ Hợi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý cộng đồng dân Chúa. Xin cho một tràng vỗ tay. Chúng con cũng xin được đại diện cho ban điều hành Cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng như là quý cha trong ban tuyên úy cùng tất cả cộng đồng xin chân thành cảm ơn cha trưởng cũng như ban mục vụ của cộng đoàn Thánh Giuse Sunwell đã ưu ái mở rộng bàn tay để đón tiếp chúng con trong thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay trong thánh đường rất là mới này, khang trang. Và sau đó cộng đoàn lại còn khoản đãi quý cha cùng tất cả chúng ta một buổi tiệc ăn trưa ở trong hội trường nhà thờ. Vậy xin một lần nữa xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chân thành cảm ơn cha trưởng cũng như ban mục vụ. Chúng ta chưa có Tết, chưa có một còn nữa với Tết, nhưng mà chúng ta đã có Lộc Xuân. Thì Lộc Xuân này rất là đặc biệt. Chúng con xin gửi tới một tin vui đến quý cha của tất cả quý ông bà và anh chị em. Đó là trong ngày hôm qua thì Đức ông tổng đại diện Fred Bennett, đại diện cho Đức tổng giám mục Peter, đã vừa chính thức công bố cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển sẽ là điều hợp viên ban tuyên úy Cộng đồng Công giáo Việt Nam Cộng giáo phận Melbourne thay cho cha Phêrô Hoàng Kim Huy. Và trong ban tuyên úy thì như quý vị đã biết thì cha Huy đã bị một vụ đã phải đi ra Sydney làm việc ở trên đó. Và chúng con rất là hân hoan cảm mến được có hai cha nữa sẽ cùng hợp tác với là quý cha hiện đang trong ban tuyên úy. Đó là hai cha mới, đó là cha Giuse Nguyễn Trường là cha sánh xứ của nhà thờ Thánh Giuse chúng ta đây, cũng như là cha Phêrô Lý Trọng Dân. Xin chắc nhiều người trong chúng ta chắc cũng không biết họ cha Dân hay là như thế nào, thì con
Con xin quý cha đứng lên vẫy tay để cho mọi người nhìn thấy các người đại cha trong những ngày sau. Trước tiên là cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển, chính là tất cả điều hợp viên của ban công quý và là cha quản lý của đoàn. Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng là cha chăm sóc của St. Margaret Mary's, hôm nay cha bận với lại cộng đồng của nhà dòng, cha có mặt đây. Rồi cha Giuse Trịnh Ngọc Tân, cha quản lý cộng đồng với Sơn Liên là cha quản lý ngày hôm nay. Rồi cha Phêrô Lý Trọng Dân là cha phó giáo sĩ Holy Jesus. Và cha Giuse Đức Trường là cha chân sứ của cộng đồng chân sứ nhà thờ Giuse ở Sinvel. Và bây giờ chúng con sẽ được phép mời cha Tuyển có đôi lời đến quý cha cùng tất cả quý cộng đồng. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chắc chắn là quý ông bà anh chị em biết mặt con rồi, hầu hết thì cũng đã thấy mặt con rồi. Nhưng mà hôm nay mới được một cái thư thông báo là sẽ làm điều hợp viên. Vì vậy cho nên con mới có cơ hội đứng đây để cảm ơn quý ông bà anh chị em. Trước tiên là tất cả, con tin rằng tất cả chúng ta ở đây là đại diện cho hầu hết các nơi, các cộng đoàn người Công giáo Việt Nam của chúng ta ở Melbourne, cũng như các đoàn thể ban ngành của chúng ta ngày hôm nay. Và như chúng ta biết là tất cả cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng ta trong vòng những năm sau này, từ thời Đức Cha Long, thì hoạt động và làm việc rất là hòa hợp với nhau trong tình hiệp nhất. Vì vậy cho nên ngày hôm nay tiếp nối với những bước tiến tốt đẹp đó, thì từ thời Đức Cha Long đi về Sydney thì có bốn cha trong ban tuyên úy là cha Huy, cha Tân, cha Quảng và con. Ngày hôm nay vì công việc cho nên cha Huy lại được nhà dòng cử đi về Sydney để làm việc. Vì vậy cho nên để tiếp tục cái sự công tác hòa hợp và hiệp nhất đó trong cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne, thì ban điều hành đã bàn thảo và đã quyết định là mời năm cha, tất cả sẽ nằm trong ban tuyên úy, đó là con và cha Tân thì đương nhiên rồi, rồi cha Quảng là những người còn ở lại, và hai cha mới là cha Xuân Trường. Lý do tại sao lại là cha Xuân Trường ở Sinvel của chúng ta thì con tin chắc đặc biệt những ai sống ở vùng Sinvel thì hiểu điều này. Vì Sinvel cho dù là thế nào đi chăng nữa cũng là một cộng đoàn mà có số người Việt Nam sinh hoạt ở giáo xứ con nghĩ là lớn nhất, lớn hơn cả trung tâm Thánh Mẫu La Vang nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Số người đi lễ ở đây còn lâu lâu được đến dân lễ thì số người ở đây con nghĩ cũng lên đến gần 1,000 rồi chứ không ít. Và cha Phêrô Lý Trọng Danh ở trên San Gabriel, lý do tại sao chúng ta lại mời cha Phêrô Lý Trọng Danh thì chắc quý vị San Gabriel biết rõ hơn ai hết. Con nghe là trên San Gabriel bây giờ số giáo dân trở thành nơi đông nhất của vùng Victoria mình ở đây đến tham dự thánh lễ tiếng Việt. Có thể nói là mỗi thánh lễ là trên 1,000 người đến để dự lễ. Vì vậy cho nên các cha đã được mời để cộng tác cùng với ban tuyên úy để chúng ta cùng nhau hòa hợp làm việc trong tinh thần phục vụ và hiệp nhất trong cộng đồng. Bản thân con được Đức Ông nói rằng sẽ làm khâu làm người điều hợp, làm điều hợp viên. Con xin quý ông bà chị em mình phong cho con chức là cha trưởng tuyên úy. Vì vậy cho nên con nghe con sợ lắm. Nếu mà làm điều hợp viên nghĩa là làm một người cộng tác để cùng làm cho cái công việc của Tổng giáo phận Melbourne, đặc biệt là cho người Việt Nam trong Tổng giáo phận Melbourne được hoạt động một cách hòa hợp, thì con xin được tiếp tục cái vai trò đó, nối tiếp sự làm việc rất là tốt, rất là tích cực của cha Huy để trở thành một người điều hợp viên để làm cho chúng ta cùng nhau hòa hợp làm việc trong tình xây dựng yêu thương hợp nhất của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Chúng con không dám nhận cái chức to là gọi là
cha trưởng ban tuyên lý hoàn toàn không có ở đây, con xin nhắc với tổng đoàn như vậy, con xin tổng đoàn cố gắng giữ cái điều đó cho con chỉ là người điều hiệp viên với các cha tuyên lý cũng như với tất cả các anh chị em trong tổng giáo phận Melbourne. Nếu như có cần điều gì phải liên hệ với tổng giáo phận, liên hệ với đức ông hay liên hệ với tất cả những gì để làm cho cộng đồng của chúng ta làm việc một cách hòa hợp và hiệp nhất, thì con xin được làm một cái cầu nối nhỏ nhỏ đó trong cái vai trò của mình. Và con tin rằng như quý ông bà anh chị em biết, còn nhỏ nhỏ nhất trong các gia tuyển ý, nếu có thể nói như vậy. Con hy vọng và con tin chắc rằng con sẽ được sự nâng đỡ rất nhiều của đặc biệt của năm cha trong ban tuyên quý và quý cha trong tổng giáo phận Melbourne, quý cha Việt Nam trong tổng giáo phận Melbourne, và con tin cũng được sự nâng đỡ của ban điều hành của cộng đồng công giáo Melbourne của chúng ta và tất cả các ban ngành đoàn thể, tất cả quý ông bà anh chị em xin vui lòng hợp tác với chúng con để chúng ta xây dựng một tổng giáo phận Melbourne luôn luôn hợp nhất, yêu thương và làm việc để làm sáng danh Chúa. Và nhân đây con cũng xin chúc mừng năm mới sắp đến tất cả quý ông bà anh chị em. Ước gì mỗi người chúng ta luôn luôn được niềm vui của Chúa Xuân trong tình yêu thương hợp nhất. Và chúng con cảm ơn quý ông bà anh chị em. Cảm ơn cha đại diện nhỏ bé của chúng con. Dạ vâng, bây giờ chúng con xin có một chút hộp xuân của cộng đồng xin đợi đến tập thể quý cha cũng như thầy phó tế. Vậy xin mời quý cha và thầy phó tế lên để nhận món quà của cộng đồng chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Oh.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu Đế Thua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.